Xem này. Em chào cả nhà, mấy chị vào lại cho em xin mấy chị nha. Đây cái bị hàng lỗi nó gì lên để tặng khách cho mấy chị. Rồi em có một ít hàng nó bị lỗi, bị dính màu, bị dơ chút xíu, mấy chị về giặt cho em nha. Em tặng đầu like, mấy chị chia sẻ like cho em nha. Bé gái thôi nôi, ok lên đầm công chúa, đưa mấy cái đầm công chúa thì lên đây chị đẹp, em lên cái đầm công chúa nha. Em lấy em đưa chị bán cái mỗi cái này nhỏ, cái này nhỏ nhất. Đây là mã đầm hồng nha chị nha, đầm hồng nè. Chị em xíu lên cái mẫu đầm công chúa cho chị này được xíu, em lên mấy chị liền đó nha. Em sẽ chia sẻ like lên xíu. Yêu cầu là trang một này cắt cho một chai ra tốt nghe để cho ôm miệng phát được là chai xuống like chị đi, xuống like xem. Là gì tiền là gì chai đó. Chị nói nãy tháng nào là thiếu thôi, giữ trầm trọng lắm rồi. Tiền là một phần, chai cũng là một phần quan trọng hơn vậy chứ. Đồ Zalo dạo này đóng mạnh nữa đấy chị ơi. Chị lấy cái đầm đây đẹp nè, cái đầm vàng này đẹp lắm nha. Cái này là tặng cho bé rất là sang luôn, cái mỏ rất là sang nha. Đầm công chúa em bán với chị có 125.000 cái đầm công chúa nè. Rồi chờ em xíu nha chị Yến sao. Đây nha chị nha, lấy cái đầm màu vàng này đẹp nè, 125k đầm đi tặng. Cái này đi tặng phono là đẹp lắm, sang. Màu vàng nó sang nha chị nha, sang lắm nha. Đây là mấy mẫu chị coi nha, màu vàng nè. Đây là màu vàng giùm em nha. Rồi cái này còn đây là màu hồng. Màu hồng thì nó kiểu là dạng đuôi cá nha. Hồng đuôi cá em. Hồng đuôi cá mấy chị, hồng đuôi cá em, hồng hồng. Rồi cái này là màu xanh mấy chị, màu xanh cho em nha. Đầm đỏ hả chị? Có, chị có đầm màu đỏ. Đây chị lấy mà đầm màu xanh với chị, màu xanh cho em nha. Đấy. Đây, màu xanh với màu xanh đó chị, màu xanh nha. Chị xem việc nhắn tin cho em riêng nha. Đây, màu xanh với chị, màu xanh nha. Đấy. Màu xanh thì em, màu xanh, màu xanh. Rồi em lên màu vàng ở đây, em có thêm cái màu vàng nữa nha. Đây là cùng em là vàng 2 đi. Em có hai màu vàng. Đây là màu vàng 1 nha. Vàng 1 cái màu nó đậm hơn chút xíu. Cái màu vàng 1 rất là sang, cái màu đẹp lắm nè. Tặng mẫu đây rất là sang. Lấy cái mẫu đó giùm em chị, màu vàng 1 cho em nha, vàng 1 nha. Mấy ký mạch vừa không? Em cái này mấy chị tặng phô nuôi thì tặng từ hao giùm em, chứ còn mà tặng mà vừa số ký là không vừa đâu. Cái này nó rộng hơn nha, tầm bé phải 10 ký, 12 ký mạch. 12 ký, 10 ký, 12 ký rồi lên cho mấy chị nha. Phô nuôi phải được 12 ký mấy chị.
À, thô nôi chứ, thô nôi cũng đọc 12kg, 13kg rồi. Phải hơn chứ, 13-14kg mà. Đây, cái đây comment màu màu vàng 2 nha, màu vàng 2. Đây là màu vàng 2, cái chị vàng 2 em em. Rồi, cái này màu vàng 1 nha, vàng 1 trên này, vàng 1. À, đấy, màu tím là cổ yếm như này. Tím cổ yếm nha. Đấy, lấy em cái màu hồng 12kg, ok chị, chốt đi màu hồng đi. Hồng 12kg em nha, ok giờ đẹp em. Màu hồng cánh, màu hồng đuôi cá 12kg em trước cái màu đây đúng không? Hồng đuôi cá 12kg. Rồi ok chị đẹp nha. Rồi em lên hàng lễ size em tặng luôn. Cái này tặng nha. Áo. Áo này 30-35kg nha. 35kg cho em áo này, 35kg áo này nó bị dính dơ. Nó bị dính chỗ đây nha. Đấy mấy chị nha. Nó bị dính chỗ đây xíu mấy chị bày dẹp dẹp em nha. Bày dẹp em nha. Đây là mã áo len, 30-35kg áo len cho em, tặng 0 đồng. 30-35kg anh chị đã chia sẻ like bên em với chút đơn nha. Trời đây mã áo gì, áo cho em. Cái đầm màu đỏ là nhiêu ký em? Đầm đỏ là đẹp lắm này, cái này có size 10kg này, đầm đỏ xinh luôn á, cái kèm một cái đơn nha mấy chị em. Len mấy chị áo len, ok Tâm Nguyễn áo len tặng luôn này, len. Đây nha, chị lấy cái mẫu đây, đầm đây này, bao nhiêu? Đầm đỏ 10kg nha, cho tới là 18kg, 20kg đúng không? 10kg tới 20kg nha. Lấy chị một cái đầm hồng, ok Lệ Nguyễn. Lệ Nguyễn lấy cái đầm hồng luôn em, đầm hồng đưa kéo chị Lệ Nguyễn. Cái đầm đỏ đẹp lắm, em tặng cái đầm đỏ với chị giá là 85.000. Đầm đỏ là 85.000, tặng luôn, đẹp em. Cái này kèm theo một cái cài tóc cho em nha, đầm đỏ 85.000, size biết 18kg em nha. 10 đến 18 cái em tặng luôn 85.000. Ủa, cái đầm này tới 170.000 hàng của Zara nè. Ông cái đầm này tặng mấy chị 95.000 đi. 95k nha, là màu đỏ 95k mấy chị. Đầm đỏ 95k nha, size 10 đến 18 cái đầm đỏ kèm thêm một cái cài tóc cho em nha, tặng luôn 95.000. Rồi lên cái đầm đỏ công chúa 95k. Dạ ok chị đẹp nha. Rồi em lên tiếp cái đầm hàng ạ. À. Để em xíu em tặng luôn cái hàng nào. Hàng lỗ xíu lên mấy chị. Mấy cái này hàng lỗ xíu em tặng trước mấy chị nha. Rồi lên một cái chân váy nha. Chân váy là xong lòn cái nha. Chân váy là 35kg nha. Đâu đây chân váy nha. Đây nhung nó là cược nè. Rồi là bài chân váy nha. Còn một cái chân váy 35kg nè. Chân váy 35kg em. Chân váy 35kg nha, còn nguyên mấy chị, cái này còn nguyên nhưng mà tại vì nó bị lỗ cái áo, em bỏ cái áo rồi, bây giờ còn cái chân váy không à. 35kg nha, thật đẹp lắm, 35-38kg nha. Rồi lên mạng chân váy nha, chân váy 35-38kg tặng luôn, chân váy 35-38kg nha em. Ôi cái bộ nai bị lỗi rồi nè. Nai bị lỗi gì, bị dính nè. Biết không dính, mình làm dính. Cái này về ở dưới chân em á. Bộ nai nó bị dính mực từ đây mấy chị, nó bị dính mực này mấy chị về giặt cho em được nha. Bộ nai nó bị dính mực này. Đây size bé 25kg cho em nha. Nai này 25kg cho em. Rồi lên mã chân váy giúp chị Lưu Hồng Trăng chân váy. Nai này size bé 25kg tặng. Cái này nó bị dính mực mấy chị nha. Em tặng ở đây với giá là 19k mấy chị về giặt cho em xíu nha. Nai 19k cho em. Đây là bộ nai 19k nha, size bé 25kg cho em. Nai 19k cho em. Chân váy em chốt vậy. Nai 19k em. Này tặng 19k. Size bé 25kg nha. Nai 19k cho em, nai 19k. Về giặt giùm em mấy chị nha. 19k em. Rồi ok sen Việt 19k. Về giặt cho em nha. Rồi đây mã đầm đin tặng, cái đầm đin này size bé là 15. Đầm đin 15kg nhé, hình như đầm đin này còn 18 á, còn này nữa. Đin 15kg mã tặng nha, chia sẻ like chốt đơn nha, đin 15kg em. Cái đầm đin này 15kg em nha, tặng cái đầm đin 15kg này. Đầm đin 15kg tặng nha, còn cái đầm đin 15kg cho em nha. Đầm đi 15kg tặng nha. Rồi là bộ đây có mấy bộ mèo trắng nha. Mèo trắng nha. Mèo trắng nha mấy chị. Đầm riêng. Anh em chia sẻ like và chúc đơn nha. Ok nè. Rồi là mã bộ trắng nha. Mèo trắng này size của bé là 12kg đi. 18kg 20kg nha. Mèo trắng 18kg 20kg. Mã mèo trắng 18kg 20kg nha mấy chị. Mã mèo trắng nha. Tặng mèo trắng luôn. 18kg 20kg nha, mã mèo trắng, cái này biết nó dính nó bị gì đây. Mèo trắng 18kg 20kg mã mèo trắng nha, mèo trắng. Mèo trắng chốt muối muối nha, mèo trắng chốt muối muối.
Rồi Lâm Mạc cái áo màu hồng size của bé là 20 ký 22, cái áo hồng 20 ký 22 ký nhá, áo hồng cho em, mã áo hồng 20 ký 22 ký nhá, áo hồng tặng luôn, áo hồng. Áo hồng nó bị gãy cái hộp nút quá chị, nó bị đứt nút quá chị, về may em mình nút mới nha, bị đứt hộp nút thôi, không bị gì hết đó, nó bị hộp nút thôi cho em nha. Đẹp lắm, áo hồng 20 ký 22 ký, áo hồng, áo hồng 20 ký 22 ký, áo hồng cho em, áo hồng 20 ký 22 ký cho em nha, áo hồng. Rồi áo hồng em chốt chị nào trước nè, áo hồng chốt chị Hồ Cẩm Ly, áo hồng chốt chị Hồ Cẩm Ly, bộ mèo chốt cho chị mã mèo trắng chốt cho chén ở đây, mèo trắng chốt mơ bé nhỏ, bé nhỏ mèo trắng. Eo xe thì có size bé là 25 ký 30 ký, eo xe, eo xe nó bị gì vậy, dơ vậy đây nè, dơ xong xử lý được rồi, sao mà dơ được cũng không đấy, ta xử lý được mà dính tinh tế thì nó sẽ luôn. Eo xe, eo xe cái đây nó dơ rồi đây, cái ống quần nó bị dơ, mấy chị về giặt cho em nha. Eo xe tặng 19 ngàn, cái đều dơ cái ống quần thôi, bị dơ nha, mấy chị về giặt em. Eo xe sao cũng biết là 25 ký 30 ký, eo xe 30 ký em, 25 ký 30 ký nha. Eo xe tặng 19 k, nó bị dơ cái ống quần, mấy chị về giặt em xử lý được hết đó. Rồi eo xe 25 ký 30 ký nha, eo xe tặng 19 ngàn, eo xe 19 k, size của bé từ 25 ký 30 ký nha. Eo xe, eo xe mấy chị, eo xe 19k tặng cho chế nào đây, từ từ. Rồi ok, Tâm Nguyễn, Tâm Nguyễn chế nào đây, ok Tâm Nguyễn nha, Tâm Nguyễn tặng, Tâm Nguyễn có số điện thoại cho ta, tặng Tâm Nguyễn nha. Rồi là bộ màu cam, bộ cam size bé là 15 ký nha, cam 15 ký tặng luôn. Biết có bị dính cái gì đây, bị gì đó, cam 15 ký cho nha, bộ cam 15, bộ nai 15 ký, nai 15 ký cho em nha, bộ nai. Rồi là bộ nai, chịu nai cho em 15 ký cho em nha, nai cho em, bộ nai tặng luôn, nai 19 ngàn cho em, nai 19k tặng luôn. Nó bị gì đâu ta, à nai nó bị dính chỗ cái cổ áo sơ sơ chỗ đây xíu nha chị nha, đây nè, nó bị chấm chỗ đây xíu nha, tặng 19k bộ nai, 19 ngàn 15 ký nha, nai 19 ngàn 15 ký cho em nha, bộ nai. Bộ nai chúng ta chén là đây, nai chúc hoàng kim, nai hoàng kim nó dính cái mũ sâu xíu cho em nha, nai hoàng kim đưa cho chị lên 19k giùm em nha. Cái nào đây bị dính gì vậy nè, rồi em ơi, cái đầm đây nha, cái đầm em tặng cho mấy chị nè. Cái này có size của bé là 20 ký nha, là màu xám này, là màu xám này, size hàng thiết kế này, hàng thiết kế em. Size của bé 18 ký, 18 ký 20 ký nha, thời lên đầm xám tặng luôn, 39 ngàn. Còn cái đầm xám tặng, cái này nó bị cái khuya mấy chị, nó bị rớt mấy cái hộp, mấy cái hạt ra nha mấy chị, cái này có thể mấy chị tháo rời được, cái này tháo được hết cho em nha, cái này không liên quan gì hết luôn, tặng 39 nha. Sai đến 18 thứ 2 thì cứ nhau làm 839 nha, làm 839 nha. 39 cái làm 8 thiết kế. Làm 8 thiết kế chốt cái chị này đây. Rồi, Duyên Lê, tặng chị Duyên Lê. Mỗi chị được một bộ nha. Mỗi chị được một bộ mềm đó nha. Chị này chất mạng nam, đây mạng dây này, chất tiên cho em dây màu đen 10 ký, tất 20 ký đi. Ở đây bộ dây màu đen 10-20 ký, mạng dây đen cho em, tặng luôn bộ đen 55 ngàn, dây đen 55k nha, 10 ký, tất 20 ký nha, màu đen 55 ngàn cho em. Quần jean với áo 2 dây nha, đen 55k. Chị này chất màu đen ha, dây đen 55k, size bé 10 ký, tất 20 ký nha, dây đen cho em 55 ngàn, mạng dây đen 55k nha, 10 ký, tất 20 ký cho em. Chị này chất mạng dây đen 55 ngàn nha, dây đen 55k em ha, có đồ lạnh chị để lên cho. Rồi lên mạng dây đen 55 ngàn, quần jean với áo 2 dây cho em nha, tặng luôn 55 ngàn. Đây là hàng sale với chị nha,
10 kg đó là 20 kg cho em, áo 2 dây đó là dành riêng cho em nha, thêm đùi lưng thun nữa, mày thoải mái cho anh em. Rồi lên mã dây màu đen 10 kg đó là 20 kg cho em, dây đen cho em. Rồi 55k một set màu đen. Rồi dây đen 14 kg chút Thùy Trang, Tí Vĩ nha, chút Thịnh Mai nha. Rồi lên mã dây vàng 16 kg lại nha, 10-16 kg dây vàng cho em, 10-16 kg mã dây vàng cho em. 55k nha, dây vàng 55.000, 10-16 kg nhé, dây vàng. Em coi nó bị lộn cái quần. Rồi đem 18 kg chút Nguyễn An nha. Coi trực tiếp tìm áo quần nha, chứ không bỏ bắt lộn nha. Rồi lên mã dây vàng 10-15-16 kg nhé, 10-16 kg nhé. Áo này là số 2, áo này số 2. Vàng 15 kg chút Nguyễn An, vàng 55k vàng 15 kg 16 kg lại nha. Mấy chị lên số điện thoại nha, khách mới lên số thoại giúp đơn nha. Rồi mẹ dây vàng 10 kg tới 16 kg nhé, ok và đẹp. Khách mới lên số thoại cho em nha. À, Tịnh Mai rồi Chí Vĩ Minh Khôi cho em xin số thoại em tới nha. Bỏ ra mấy chị. À là cái bạn vest đẹp lắm này, cái vest này tặng luôn mấy chị nha, 55.000 cái vest màu hồng này. Vết hồng 55k nha. Màu đen cực kỳ luôn mấy chị ăn. Vết màu hồng cho em 10 kg tới là 30 kg. Chị Nguyễn em thấy gì? Bao nhiêu ký? 10 đến bao nhiêu ký đây? Rồi ok, Tâm Nguyễn có số điện thoại nè. Chị Chí Vĩ cho em xin số điện thoại nha. Rồi lên bộ đây cái bao đẹp mấy chị ăn. Đấy, chị là comment bộ vết màu hồng 10 kg tới 20 kg nha. Vết hồng 10 đến 22 kg cho em vết hồng. Rồi tặng 55k. Vết hồng 55k là set 3 món nha. 55.000 đây set 3 món áo 2 dây cho em nha. Với lại áo vest. Rồi lên mã xếp hồng nha. Vết hồng, vết hồng với vết màu đỏ cho em. Vết hồng với vết đỏ cho em nha. 10 kg tới là 22 kg cho em nha. Ok chị. Ở em tặng cái này với giá là 55.000 bộ. Đây là xếp 3 món áo 2 dây, áo vest bên ngoài với lại một phần đùi cho em nha. Đó là một vết màu đỏ cho em tùy cười. Vết màu đỏ nha. 10 kg tới 22 kg vết màu đỏ cho em, 55k một cái xếp vết cho em nè. Bên trong áo dây với chị nha. Cực kỳ đẹp luôn nè. Mã vết màu đỏ, màu hồng em có 2 màu. Vết đỏ với vết hồng cho em. Rồi 55k nha. Đổ màu nữa chị Thịnh Mai. Để tôi còn size đổ nha, còn hết size thôi thì em mới nha. Đây có bộ dây màu trắng này, chỉ màu trắng 55.000 này. Mã đen trắng rồi nè. Chị là giúp mã đen trắng 55k. Em có size bé 10 kg cho tới cũng 16 kg nha, chỉ màu trắng rồi nè. 10 đến 16 kg 55k nha. Đen trắng nha, vết màu đỏ 27 kg á. Hình như không có 27 kg đâu. Để coi còn em. Vết nó một áo dài đẹp lắm nha. 25 kg lại chị Tiên Đăng Nguyễn, lấy hết 25 kg lại nha. 25 kg chút chị, 25 kg được không? Rồi lên mã đinh trắng nhé, dây trắng là 10 kg tới là 16 kg nhé, dây trắng 55.000. Cùng đi với áo hai dây nha, chị là chút là dây trắng cho em. Rồi 55k nha, dây trắng 55.000, sau đến 10 kg cho cho tới là 16 kg. Dây trắng mấy chị, tinh trắng 55.000, 10-16 kg, tinh trắng 55k. 10-16 kg, tinh màu trắng cho em 20 kg cũng được. Chốt thì Tiên Đăng Nguyễn 25 kg nha. Rồi lên mã trin hồng, size bé là 14 kg tới 16 kg, trin hồng 14-16 kg em, trin hồng. Rồi 55k nha, em còn 2 bộ trin màu hồng 14 kg tới 16 kg cho em nha, 55.000, trin hồng 55k, 14 kg tới 16 kg cho em nha. Chị là cho mã trin hồng 55.000, mã trin hồng 55k nha, trin hồng cho em 55.000. Cái tầm thiết kế màu xanh thôi chị Vân. À ok chị đẹp, bộ bé trai đúng không, bé trai cho em xíu bé trai. Ủa này bị lỗi luôn à. À cái em có cái một cái bộ đấy nó bị lỗi nè, nói chung là bị dính màu cho em xíu mấy chị về. À, tặng bộ lạnh nha, bộ sọc trắng là 30 kg 35, sọc trắng nha mấy chị à, 30 kg 33 kg mà sọc trắng tặng luôn, sọc trắng nha. Em tặng bộ đây sọc trắng tặng, cái này size bé 30 kg 33 kg nha. Cái này nó bị dính hơn cái đốm vàng 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 cho đây nè, dơ dơ đây mấy chị về giặt em nha, sọc trắng. À, lên mã sọc trắng em tặng nha, 30 kg 33 kg sọc trắng, hồng 15 kg em chút chị Bích nha, hồng 15 kg em hồng. Rồi lên mã sọc trắng nha, tặng luôn 30 kg tới 33 kg sọc trắng, tặng tặng sọc trắng nha. Em tặng sọc trắng cho chị nào nè, nãy giờ chị đã có đơn chưa sọc trắng á, sọc trắng á chị nào chưa sẽ la nè, giờ chị nào chị nào tặng rồi em tặng đây, em tặng chị Tuyết Võ đi, Tuyết Võ sọc trắng em tặng chị Tuyết Võ nha.
Rồi lên bộ đây có mấy bộ màu Hebepa size bé 10kg, Hebepa 10kg nha. Rồi Hebepa 10kg nha. Rồi bộ em tặng mấy chị bộ đây là với giá là 75.000. Hebepa 75k 10kg em nha. Rồi Hebepa 10kg chị, Hebepa 10kg nha. Cái vết màu đỏ đưa chị lên nha. Hebepa 10kg nha. Rồi 7 bao nhiêu ta, 75.000 75.000. Hebepa 75k size bé là 10kg em nha. Em thấy mấy chị, em thấy tất cả mấy chị yêu nha. Tập trắng em hết rồi, có một bộ thôi. À, Hebepa giúp chị Hoàng Anh nha, 75k. Em lấy bộ sập kia đưa chị lên tặng cho khách đúng thôi. Rồi, chị lấy comment bộ đây, comment màu màu đỏ, vết màu đỏ là 10kg tới 25kg nha, vết đỏ nè. 10kg tới 25kg nha. Lên bộ vết đỏ cho em đẹp lắm, phù với nó mùi dạng váy cho em là xếp 3 món chị. Vết đỏ nha, 10kg tới là 25kg nha, vết đỏ 10kg tới 25kg cho em nha. Chị lại comment mà vết đỏ cho em, vết đỏ 10kg tới 25kg nha. Mà vết đỏ cho em 10 đến 25kg em vết đỏ. Đâu sọc đâu đưa chị. Đi lấy cái em xong rồi dụng nó. Đứa là like. Ngọc là like em. Ê, rồi lên bộ đây cho mấy chị mẹ sọc xanh nha, sọc xanh này. Ê, cái hàng nó bị lỗi vậy hả? Bị gì vậy? Không, cái kiểu nó dễ thì. Bị gì hả? Vết đỏ là 25kg lại cho em nha. Ủa cái bộ nó bị gì đó, bị giống à, trước và sau giống nhau đúng không? Đây là bộ sọc xanh nha, 10kg tới là bao nhiêu kg đó? Sọc xanh tặng luôn 49.000. 10kg tới là 30kg sọc xanh 49.000 nha, em tặng luôn. Mã sọc xanh 49k nha. Sọc xanh 49.000, 10kg 30kg 49k. 10 đến 30kg cho em nha, chị là giúp mã sọc xanh cho em 49.000. Sọc xanh 49k, hay bếp tem có một mỗi một màu đó, thịnh mai sọc xanh 49.000. Sọc xanh 18kg lại. Em sọc xanh là 10 đến 18 cái cho em nhé chị nha. Sọc xanh cho em 10 đến 18 nhé. Mã sọc xanh 10 đến 18 cái nhé. Mã sọc xanh nha. Sọc xanh nha 10 đến 18 cái 14 cái á, nhưng 14 cái. Sọc vàng bao nhiêu ký em? Hoàng kim sọc xanh 49 nha. Sọc xanh dùm em. Chị Thịnh Mai bao nhiêu ký vậy? Mấy chị kèm theo số ký dùm em cái. Mấy chị đẹp kèm số ký mới chốt đơn được cho mấy chị yêu. Đây 35kg lấy sọc vàng đi. 10kg 35kg sọc vàng cho em nha. Sọc vàng 49.000. 10 đến 35kg cho em nha. Rồi giờ là giúp mã sọc vàng cho em nha. 10kg 35kg mã sọc vàng đi. Mấy chị kèm theo số ký dùm em nha mấy chị nha. Sọc vàng này 10kg nha, cho tới là sọc xanh yến yến xào. Mấy chị kèm theo số ký dùm em, mấy chị không có số ký không chốt được đâu. Rồi chị đã lấy comment mã sọc vàng nha, sọc vàng ta đến 10 ký. Ok, Thịnh Mai xã nha. Sọc vàng 10 ký tới là 30 ký nha. 17 ký em chúc chị Yến Sao, Yến Sao 17 ký em. Rồi vết đỏ 20 ký em chúc chị Hoa Đào, vết đỏ 20 ký em Hoa Đào. Rồi lên mã đây comment là sọc vàng 10 ký tới 30 ký, 35 ký, 10 đến 35 ký sọc vàng 49 nha, tặng luôn. Sọc vàng 49k. Sọc vàng 13 ký em chúc chị Hoàng Kim 49k anh em nha. Hai đứa làm được đi. Rồi, ok chị đẹp nha. Rồi, hỏi bộ gì không mất sọc vàng 28kg chút Á Nhân Lê. À cái vết đó là à, vết đó là nãy nói như tăng 55.000 đúng không? Vết bao nhiêu em? Vết 55.000. Vết 55k em nha. Cái vết nó đẹp lắm á, 55.000. Rồi lâm bộ pyjama sọc vàng 15kg em giúp chị Chí Vĩ, sọc vàng 15kg em, sọc vàng chút Yến Xào. Sọc vàng chút chị Hồ Cẩm Ly. Cái gì đẹp nha. Rồi em lâm bộ pyjama màu hồng. Pyjama màu hồng cho em nha. Pyjama hồng sọc vàng 35kg, Hồ Thu Thủy còn không ta? Hoàng Kim lấy sọc vàng không lấy sọc xanh, từ từ nha mấy chị nha, cái này còn xanh chút nha. Rồi chị lấy comment bộ đây ba đẹp luôn á. Pyjama giùm em, pyjama giùm em. Ồ, cái áo này rất quần này. Nó bị dài luôn. Kiểm tra lại. Áo với quần bố kiểm tra lại với sao thì đúng. Rồi ok giờ đẹp nha. Để nó pyjama màu hồng này sao biết từ 25kg cho tới là 45kg nha. 25kg, 45kg đâu tặng luôn 69.000 pyjama. 69k vậy em nha, 45kg lại cho em. 25kg tới 45kg nha, pyjama em. Rồi 69k nha, pyjama em 69.000.
25kg cho tới là 45kg đẹp nha. 25 đến 45kg nha. Pyjama cho em 69.000 màu hồng. Pyjama 69.000 nha, màu hồng giùm em. Pyjama. Rồi tiếp tục em lên cái gì đây? Bộ bé cha bé gái đi của Mickey này. Rồi ok giờ đẹp nha, Mickey em có màu hồng là từ size của bé nha. Pyjama 45kg chút thùy trang 69.000 cho em. À, sọc xanh 30kg coi còn sai em. Sọc đen em, sọc đen còn em, sọc đen gì luôn. Pyjama có 37kg chị. Tường Vy chút 37kg luôn nha. À em có màu đỏ thôi, em có hai màu đỏ với màu hồng thôi nha, đỏ với hồng. Đưa sọc đen, sọc đen có 50kg. Sọc đen còn máy xét á. À lấy pyjama đỏ nha, pyjama màu đỏ cho em. Đó. Ừ, bye bye. Pyjama cách đẹp lắm chị, hàng cách to nha, hàng cách to đẹp nha. Anh về đi. Ba đuổi rồi đó. Rồi cái này comment ba đẹp mấy chị em pyjama cho em. Ok vậy pyjama màu đỏ này, màu đỏ màu hồng cho em nha. 45kg lại cho em. Pyjama chắc đẹp lắm. Màu đỏ màu hồng cho em nha. 45kg lại cho em. Đây. Đỏ với hồng cho em nha. Pyjama đỏ hồng cho em. 45kg lại cho em nha. Rồi trên vỏ màu hồng với màu đỏ giùm em. Chí vị giúp màu gì? Rồi sọc đen bao nhiêu ký? Pyjama. Pyjama bao nhiêu ký chị ơi? 45kg lại giùm em nha. Đưa sọc đen còn hai bộ sọc đen 10kg và 20kg chị em, chấp sọc đen đưa một bộ thôi gái. Sọc đen 49.000 chị em tặng luôn bộ sọc đen 49k. Sao bé 10kg và 20kg cho em nha, còn đúng hai bộ 10kg và 20kg cho em nha. Đây là sọc đen cho em 10kg và 20kg nha, sọc đen 49.000. Đây em còn hai bộ sọc đen nha, 49k 10kg và 20kg cho em nha. Sọc đen, sọc đen 49.000 10kg và 20kg nha, sọc đen 49k em. À, lấy ok chị đẹp nha. Pyjama lấy một size 160. Không cái này không phải size 160 đâu, cái này size của nó. Pyjama màu hồng chút sao biển, pyjama màu đỏ chút gì Tường Vy. Rồi lên comment bộ Mickey màu hồng nha, 10kg tới là 35kg Mickey màu hồng, 10 đến 35kg Mickey hồng cho em. Rồi giá là 895k nha, Mickey màu hồng cho em. 10kg cho pyjama chút gì đào tháng 2 bộ. Còn hàng vậy. Còn giờ pyjama có màu nâu nữa luôn. Nâu. Đây pyjama có màu nâu nữa mấy chị, chút màu nâu gì em, nâu. Nâu còn 10kg tới 45kg cho màu nâu rồi nè. 69.000. 10kg tới 45kg cho pyjama màu nâu nữa. Chị là chút màu nâu nha. Nâu cho em 69.000. 10kg tới 45kg cho em nha. Pyjama màu nâu cho em. Đây chị là chút màu nâu với chị màu nâu cho em nha. 10kg tới 45kg nha. Màu nâu với chị màu hồng. Rồi để còn sai một chút mấy chị em. Nâu thì màu nâu cho em á, 10kg tới là 45kg cho màu nâu cho em. Rồi 69k sale luôn, 69 nha, màu nâu 69 nha. 10kg tới 40kg nha, 45kg cho em. Pyjama bé trai vậy. Cái trai mà pyjama bé trai không có. Để lên đồ lạnh bé trai mấy chị chốt nha. Rồi mấy cái màu hồng mấy chị, mấy cái màu hồng size bé là 10kg nha, cho tới là 35kg mấy cái màu hồng cho em. Rồi bộ đây là 85-85-95 ngàn. Sọc đen hả? Sọc đen đâu, đưa lên xem lại sọc đen. Đây sọc đen này chị, nó giống với sọc hồi nãy thôi, sọc đen đẹp hơn. Sọc đen đẹp lắm, 10kg và 20kg cho em nha. Đấy, chờ giúp mã sọc đen nha, 10kg và 20kg cho em. Mã sọc đen 10kg và 20kg nha, còn 2 bộ thôi. Rồi Mickey màu vàng nha, Mickey màu hồng 30kg em chút cho Hoàng Anh. Mickey em có thêm màu vàng nữa nè. 10kg tới 35kg nha, Mickey màu vàng cho em. 85-95k nha, Mickey màu vàng, Mickey màu hồng. Mickey màu vàng, màu hồng, màu dâu nha mấy chị. Màu xanh nữa, có 4 màu nha mấy chị. 4 màu cho em á, Mickey em. Đó. Rồi, bao đẹp mấy chị, Tường Vy xẻ màu. Rồi, đây là bao đẹp mấy chị nha, Mickey có màu hồng 10kg tới là 35kg nha, Mickey màu hồng. Bộ đây là 85-95 ngàn, Mickey màu hồng nha. 85-95k, Mickey màu hồng, Mickey màu vàng, Mickey màu dâu. Rồi, Mickey em có thêm màu xanh đó chị nha, 85-95k màu xanh nữa. Màu vàng, màu hồng, màu dâu mấy chị nha. Rồi, 85-95 ngàn, 10kg tới 35kg nha. Màu vàng, màu hồng, màu dâu, Mickey em 4 màu. Mickey này em nha, có 4 màu mấy chị nha. Cái gì đẹp. Rồi lên mà cái đầm đây, đầm màu hồng thiết kế. À đồ lạnh bé trai còn chạm trước. Đồ lạnh bé trai lên liền cho mấy chế nha. Đầm màu hồng này có size bé là 10kg tới là 18kg nha. Đầm hồng 10 đến 18kg đầm hồng tặng luôn á. Đầm hồng 65k, 10 đến 18kg đầm hồng 65 ngàn. Đây là đầm thiết kế nha. Đầm thiết kế cho em 65k, 10kg tới 18kg nha. Đầm hồng cho em 65k, 10 đến 18kg đầm hồng. Sọc đen 18kg chốt chị bộ ý sao. À, Mickey màu vàng 16kg chúc chị Vương Ngọc Lệ. Mickey màu vàng giùm em.
Rồi, ok, chị đẹp nha. Cho hỏi cái hàng mình cho mình với nhau. 3D Mickey có chị. Rồi, em làm bộ đây comment. Xích giả đi này màu vàng nha. Giả đi màu vàng là 35kg nha. Giả đi vàng cho 35kg đi. 35kg dịp nha. 35-38kg luôn. 35kg 35-38kg nha. Rồi làm màu vàng. Xích giả đi giùm em. Còn xếp là nó nhầu nè. Trời ơi, xích giả đi cho em cái gì vậy? Ôi nó nhầu hàng ghê quá. 35kg 38 đấy nha. Đó là mã đinh vàng cho em á. Mã đinh vàng 35kg 38 đấy mẹ em á. Đinh vàng cho em luôn. Bộ đây với giá như ta 65.000. Đinh vàng 65k mẹ em. Cùng đùi giả đinh nha. Đinh vàng 35kg 38 đấy. Đinh màu vàng cho em 65.000. Còn một set đinh vàng cho em 65k nha. Mã đinh vàng 65k. Từng vi chốt gì ta. Đó là tâm tâm của từng vi. Rồi ok cho đẹp nha. Em có hộ làm đi biết cho là bảo dưới đây đúng không? Giờ là bộ mèo vàng 10kg tới là 32kg bộ mèo vàng cho em. Đây mèo theo 10 đến 32kg mèo theo nha. 895.000 mèo vàng 10kg tới 32kg nha. Chị là đến mảnh mèo vàng 895k nha. Bộ mèo vàng cho em 10 đến 32kg mèo vàng. Là mèo dâu mấy chị. Mèo dâu cho em. Mã mèo dâu nha. 10kg tới là 32kg mèo dâu. Chị sọc sọc viền ở hai bên cho em nha. Đây mèo là mèo theo hết toàn bộ cho em nha. Rồi 85-95 ngàn mèo dâu dùm em. Rồi là bộ mèo màu xanh với chị, mã mèo xanh nha. Mèo xanh vàng em chốt thì tuyết ấm. Rồi là bộ mèo xanh, mèo xanh em nhớ ghi giá chị đi học nhớ giá cho chị đi nhớ. Rồi đinh vàng là bé trai, đinh vàng là bé trai chị. Mèo xanh nha, 85-95 ngàn mèo xanh là 10kg tới 32kg mèo xanh. 85-95 ngàn mèo xanh. Rồi là bộ mèo màu hồng 10kg 35kg mèo hồng cho em. 85-95 ngàn mèo hồng. 10kg tới là 32kg mèo hồng. 85-95 ngàn. Ở là bộ báo 69 ngàn báo màu vàng 10kg tới là 20kg nhé. 10 đến 22kg báo vàng cho em 69 ngàn báo vàng 69 ngàn. 10 đến 22kg nhé báo vàng 69 ngàn. Rồi báo màu hồng 10 đến 22kg báo hồng cho em 69 ngàn nha báo hồng 69k báo hồng cho em. 10 đến 22kg 69 ngàn báo hồng. Rồi là một báo đỏ 10kg tới 22kg nhé. Báo đỏ cho em 69 ngàn. Báo đỏ 69k mẹ em. Báo đỏ mẹ em 69 ngàn mẹ em. Mẹ đi xem ăn con làm 38 cái là bộ lên em. Bộ đó là 65.000. Rồi là bộ màu xanh đó chị, màu xanh này 10kg tới là 35kg màu xanh này. 500 lá cho em. Bộ đây là xanh nhí là 115-125 ngàn một bộ cho em nha. Rồi là màu xanh lá cho em á. Màu xanh lá chị là giúp màu xanh lá nha. Đồ lạnh bé trai này, màu xanh lá giùm em. Rồi đây comment màu xanh lúa mấy chị. Màu xanh lúa cho em 10kg tới là 35kg màu xanh lúa này. Xanh lúa rất là đẹp lắm, rất là dày mấy chị nha, rất là dày dặn cho em thoải mái cho xanh lúa lắm nha. Hả? Xanh lúa còn 20kg lại cho nha, 10 đến 20kg xanh lúa em. 10kg tới 20kg cho em nha. Rồi đây comment màu nâu mấy chị, màu nâu cho em nha. Màu nâu mấy chị nha, màu nâu cho em. 10kg nha, cho tới là 35kg màu nâu mấy chị, màu nâu cho em. À, báo là của bé gái nha chị ạ, báo của bé gái cho em. Báo hồng, báo vàng với lại báo màu đây là màu gì ta, màu hồng, màu vàng, màu đỏ là báo bé gái nha. Đây là bộ màu nâu nè, màu nâu mấy chị 10kg tới là 35kg bộ màu nâu. Và bộ đây 115-125k nha, màu nâu cho em, màu nâu. Ở đây màu xám mấy chị, em cho chị Hoa Quỳnh. Ở đây màu xám là màu xám nha, 10kg nha, cho tới là 20kg nha, màu xám. 10 đến 20kg em còn tay nhỏ. Xám 10kg tới 20kg em nha, màu xám. Màu xám 10 đến 20kg em, màu xám đi em. Rồi là màu xanh nè, màu xanh có ban nha. 115-125k một chiếc em ha, màu xanh cho em. Đây chị là giúp màu xanh với chị nha, màu xanh cho em. 10kg tới là 35kg màu xanh này. 10 đến 35kg nha, chị là giúp màu xanh cho em. 115-125k, đồ lạnh bé trai đó, mấy bộ mẹ thích lắm luôn. Đây là bộ đây Buma, Buma có mũ nè, 105-115k Buma có mũ cho em. Rồi bộ mang có màu xanh nha, bộ bé gái có. Bộ mang màu xanh là 10kg 35kg nha, có mũ cho em. Xếp đây có mũ nha. Màu xanh nè.
Đấy, 10 kg tức là 35 kg nhé, buma màu xanh kia em. Đó, 10 đến 35 kg em nha, chỉ là giúp mã buma màu xanh giùm em, vì đẹp luôn. À, không, cái này 35 kg lại chị em, buma màu xanh, 35 36 kg được không ta? Thấy ngủ đây, được lạnh này. 35 kg lại cho em nha em. 35 36 kg lại được mà chị Hoa Quỳnh, 35 36 kg được mà. Rồi buma em có thêm màu xám, chị buma màu xám nha, 10 kg tới 35 kg nha. 36 kg được chị ơi, 35 36 kg được có cho em nha. Buma màu xám, buma màu xanh cho em. Buma xám, buma xanh cho em nha. 105 với 115. Rồi lên một buma màu đỏ nè. Đấy, chị này chúng ta buma màu đỏ cho em nha. 10 kg cho tới là 30 đồ lạnh 45 kg có size chị. Buma màu đỏ cho mấy chị, buma màu đỏ cho em nha. 10 kg cho tới là 35 kg nha. Buma đỏ cho em 10 đến 35 kg, buma màu đỏ cho em. 10 đến 35 kg cho em nha. Rồi là một Adidas này, 10 kg cho tới là 18 kg nhé, đáp cho em 10 đến 18 kg nhé, 105.000 đó. Adidas 10 đến 18 kg nhé. Rồi 105k nha, bộ nâu 35 kg em trước chị ạ. Bộ kim vỏ, bộ nâu. Rồi là bộ đáp nha, đáp nha. Size của bé là 10 kg đến 18 kg nhé, đáp cho em á, đáp màu vàng. 10 đến 18 kg em nha, đáp vàng cho em. Đây em còn mấy bộ size nhỏ nè, lên áo khóc riêng cho bé gái nha. Nghe chị đẹp. Đây là một cột nha, chị là chiếc mã cột này. Mã cột nha, 75.000 còn một cột 75.000 sao đến 10 kg 12 kg nhé. 10 đến 12 kg cột 75.000 có khó chị. Ở đây một cột nha, 10 kg 12 kg 75k. Đây mã cột nha. 75.000 em còn một chiếc cột 75.000. 10 kg 12 kg nhé, mã cột cho em 75k. Cột này đẹp lắm luôn ha. Cột 75k nha, 10 kg 12 kg cột 75.000. Ở đây một nâu này, nâu là 13 kg 4 kg, nâu 75k tiêu luôn. Nâu 75k nha. 13 kg 14 kg bộ nâu 75.000, 13 kg 14 kg cho em nha. Rồi là một nâu nâu 75k, 13 14 kg bộ nâu cho em nha. Mã nâu 75k nha, 13 kg 14 kg bộ nâu cho em 75k. Nâu chữ là 35 kg nè, nâu chữ 35 38 kg nhé. Nâu chữ cho em 35 38 kg 101.000 bộ nâu chữ. Nâu chữ 35 38 kg nhé, rồi 101k bộ nâu chữ nha. Bộ nâu chữ cho em. 35 kg 38 kg nha. Rồi là bộ nâu chữ cho em 101.000. Bộ nâu chữ size lớn chị Hoa Quỳnh lấy bộ nâu chữ đẹp này còn một set cuối cùng 101k em nha, bộ nâu chữ em 101.000. Rồi là bộ Adidas size 10 kg nha chị ạ. Dạ không có chị. Đáp 10 kg 11 kg nha, đáp cho em. Rồi xe còn bộ. Xe bộ đây 75k nha. Đáp cho em 10 kg 11 kg 75k bộ đáp cho em được đó. Đáp 10 kg 11 kg nha. Rồi nâu chữ em trước chị Hoa. Nâu chữ em trước chị Tuyết Võ rồi. Chị Hoa Quỳnh comment sau mất thôi. Em bộ chữ đấy con bộ nào nữa, nâu chữ con bộ nào nữa, nâu chữ đấy con bộ nào. Ok vậy còn bộ chút chữ Hoa Quỳnh bộ Hoa Quỳnh size lớn nha. Rồi là bộ Adidas cái gì đáp size đến 10 kg 12 cái 75.000 đáp cho em. 10 12 cái 75k nha, đáp cho em. 10 đến 12 cái 75k nha, nâu chữ đó bao nhiêu ký nha? Rồi ok. Rồi đáp em chút xem việc nha, 75.000. Để nó nhét nè. Chị đâu có kêu hàng lấy sao thì sẽ xuống nè. Rồi đáp ok chút xem việc. Nâu chữ em hết rồi. Bây giờ em hết đồ lạnh thì lấy cho em cái đồ đồ đùi được không? Đây là đùi nha. Đồ đùi size lớn nhiều lắm, lấy đồ đùi không? Đây em lên bộ táo màu hồng nha, táo màu hồng cái này size bé 12 kg táo hồng. Rồi 59.000 táo hồng 55.000. Táo hồng 55.000 size bé 12 kg nhá, 10 12 kg táo hồng. Rồi 55k nha. 10 kg 12 kg bộ táo hồng 55.000, táo hồng 55k 10 12 kg táo hồng. 55k nha. Em lên đồ đùi nha. À đồ lạnh em, đồ lạnh em hết size, em hết mẫu rồi. Đồ lạnh ngày qua vậy bác. Rồi cho quần jean size đại bé trai. Rồi đây có màu táo, màu táo màu vàng 10 12 cái táo vàng cho em 10 12 cái. Rồi 55.000 táo vàng.
10 kg nó 12 kg 55 k, táo màu vàng 8 màu. Táo vàng 55 k. Đó lên xích kim đúng không? Ok, giờ lên xích da táo, táo 16 kg hết coi. À táo 16 kg đấy, táo tím này, táo tím có 16 kg này. Táo tím này còn size bé là 10 đến 16 kg nha, táo tím này nha. Xem vị có lấy táo tím này nha. Táo tím nha, táo tím có 16 kg đó, là 55 ngàn táo tím. Đó là xích kim đúng không? Đó là mã táo tím này. Còn bỏ 10 12 kg táo tím cho em, 10 đến 12 kg táo tím cho em. Táo tím nha. Của bé gái nha, bé gái còn mấy mẫu đây nè, nếu là một đây cho bé gái. Đây chị bé gái lấy mẫu đây em nha. Đây chị lấy một Mickey nè. Rồi tím chốt, rồi tím chốt rồi nha. Đây Mickey màu xanh nè. 10 kg cho tới là 35 kg, 33 kg mấy cái màu xanh này. Rồi 8595k nha, mấy cái màu xanh cho em 10 kg tới là 33 kg nhé. Mấy cái màu xanh cho em 8595 ngàn. Mấy cái màu xanh nha, 8595k mấy cái màu xanh giùm em. Rồi mấy cái em có thêm màu hồng. 10 kg tới là 33 kg nhé, mấy cái màu hồng giùm em á. 8595k mấy cái màu hồng, mấy cái màu xanh cho em. 10 kg tới là 33 kg nhé, mấy cái màu hồng, mấy cái màu xanh cho em 8595 ngàn. À, rồi để đếm lên cho. Mấy kem có thêm màu vàng 10 kg tới 33 kg nha, mấy cái màu vàng cho em á, 8595k màu vàng, màu xanh với màu hồng cho em nha. Rồi 8595k màu vàng, màu xanh, màu hồng với cái màu vàng, màu xanh, màu hồng cho em. Đây, mấy kem có thêm màu màu dâu cái gì nha. Màu dâu này. Rồi 10 kg tới là 33 kg nha. Rồi lạnh em hết xanh nữa chị, lạnh hết rồi. Màu dâu ấy chị em 10 kg tới là 33 kg mấy cái màu dâu, màu hồng. Đây nha chị đẹp nha, em còn mấy bộ đây không? Rồi lạnh em còn như đây nha. Đây chị lấy bộ mèo hồng là 10 kg tức là 32 kg nhé, mèo hồng 10 đến 32 kg nhé, mảnh mèo hồng với kim màu vàng 27 kg chút hồng tươi một. Rồi bộ 8595k nha, với kim màu hồng ta biết 10 kg cho tới là 33 kg nhé, mèo hồng 10 đến 33 kg nhé, mèo hồng dùm em 8595k. Đây là bộ mèo xanh nha, 10 kg tức là 33 kg nhé, mèo xanh cho em 8595 nha. Mảnh mèo xanh nha, 10 kg tức là 32 kg, mèo xanh 8595k, mèo xanh dùm em. Đây là bộ mèo hồng, mã mèo hồng nha, 10 kg tức là 33 kg mèo hồng. Rồi 8595k mèo hồng cho em. Đây là mã mèo hồng á, mã mèo hồng cho em 8595k mèo hồng cho em. Nè, em ra chốt đơn đi. Chị bấm lên nè, lấy mèo từ chốt đơn. Đây là bộ mèo màu vàng mấy chị, mã mèo vàng, 10 kg tức là 33 kg nhé. 32 kg mèo vàng cho em ha. Rồi 85k 95.000 một xé nha. Đó đồ lạnh, size bạc, size đại là còn một cái những mẫu đây nha chị nha. Không còn hàng. Không còn hàng luôn. Rồi em lên tiếp bộ đùi với chị Giang, đồ lạnh bây giờ hết rồi, đồ lạnh hết rồi đấy chị em. À tin lên zin cái ấy lên chớ không zin. Đây là mẫu zin nha em, xúc tin nè, zin. Rồi đây comment là zin màu xanh nha, zin cu xì màu xanh hàng của Lidl là size nhí của nó 140, size đại là 150 nha, nhí 140 đại 150 nha. Rồi là mã đi đây size bé 10 đến 38 cái chị em. Rồi là zin một zin cu xì nha, cu xì giùm em. À, xét kiểu chưa có hàng chiều chị. Đây là mã riêng cu xì cho em nha, 10 kg tới là 38 đi, cu xì 10 đến 38 đi, nhí 140 đại 150 nha, cu xì 10 đến 38 đi cu xì giùm em. Mấy cái màu vàng hết 27 kg chị hồng tươi, chị lấy màu xanh được không? Chứ chị màu xanh nha, chứ chị xanh đi, màu xanh hoặc màu dâu cho em nha chị hồng tươi, lấy xanh lấy dâu cho em nha. Rồi lên mã riêng đỏ là 10 kg tới là 40 kg riêng màu đỏ cho em á, nhí 160 đại 170 nha. Chị Hồng Tư chọn đây cái mickey màu xanh hoặc màu dâu cho em nha, màu vàng hết size đến 27 kg rồi. Đây là mã riêng đỏ cho em 10 kg tới là 40 kg nha, mã riêng đỏ cho em 10 kg tới 40 kg nha, xếp kiểu bên kia còn mình còn mấy cái hàng gì bên kia lại đi xem mất hàng mình nói đi. Đây là mã riêng màu đỏ nha, 10 kg tới là 40 kg nha, riêng đỏ cho em á, nhí 160 đại 170 riêng đỏ. Ở đây màu riêng xe nha, xe đỏ nè. À đưa mấy bộ hàng Mickey đổi sang màu dâu, mèo vàng, ok chị hồng tươi, mèo dâu hồng vàng. Rồi lên bộ xe đỏ, mã xe đỏ cho em nha. Mã xe đỏ là 10 kg tới là 40 kg nha. Xe đỏ là 10 đến 40 kg của xe đỏ nha. Rồi 160 170 nha, cái này có xanh nhí xe đài cho em á. Nhí đại cho em 160 170. Rồi lên bộ xe đỏ cho em, mã xe đỏ anh em, xe đỏ. Rồi lên bộ xe màu vàng 10 kg tới 22 kg xe vàng nha. Xe vàng 10 đến 22 kg mã xe vàng vậy em.
Xe vàng 10 đến 22 cái bộ xe vàng giùm em ạ. Xe vàng là size nhí nha, 16, xe vàng 16 size nhí giùm em, 10 đến 22 kg giùm em nha. Rồi Mickey màu trắng 10 kg tới 4 kg, Mickey màu trắng giùm em. 10 kg tới 4 kg nha Mickey màu trắng. Rồi size nhí 16, size đại 17 nha, nhí đại cho em mua để dành mặt Tết. Mickey màu trắng cho em nha, cái hàng em mua để dành bán Tết đó. Ở xăm màu khác đi. Trời, mấy kim nó thêm màu xanh, mấy chị mấy kim màu xanh cho em cái dòng đây là hàng bán Tết. Em nghe mấy chị nha, cái hàng này đẹp lắm, Tết không có hàng là bán đâu. Cái hàng này về sớm đó, về sớm em like cho mấy chị luôn. Cái hàng này Tết không có hàng là bán đâu mấy chị nha. À, mấy chị chốt trước đây, tại vì hàng em về hàng Tết á. Mấy cái hàng đẹp lắm, mà giá rẻ cực kỳ luôn, có 160-170. Còn bình thường là Tết mấy chị mua phải 250.000, 250-300.000 xét hàng Nguyễn. À, riêng lẻ không có, riêng lẻ còn bé gái thôi nha. Riêng lẻ hiện tại còn bé gái thôi nha. Đây là mã đầm màu đỏ nè. Đấy, chị là chút mã đầm đỏ cho em, đầm màu đỏ cho em. Rồi lên mã đầm đỏ nha. Xe đỏ 40 kg trước chợ Hoàng Anh, xe đỏ. Đầm đỏ là 10 kg tới 16 kg đầm đỏ cho em. Chị là chút mã đầm đỏ nha, 10 kg tới 16 kg đầm màu đỏ cho em tặng luôn. Rồi riêng đỏ em chút chị áo nhân lên đỏ cho em, riêng đỏ. Xe đỏ khác, riêng đỏ khác nha, chị áo nhân lên. Xe đỏ riêng đỏ khác nha. Rồi lên mã đầm vàng á, đầm vàng và đầm màu đỏ sẽ đến 10 kg 16 kg đầm màu đỏ cho em tặng luôn 65.000. Mã đầm đỏ tay lưới 65k phía sau là cái dây kéo khó cho em, 10 kg tới là 16 kg đầm đỏ cho em 65.000. Đây là mã đầm đỏ 65k nha, 10kg tới 16kg đầm màu đỏ tay lưới cho em 65.000. Đầm đỏ 65k giùm em nha. Không phải xe nha, ok chị em biết rồi. Xin màu đỏ khác. Cho em xem lại bộ xe đỏ, ok chị đang xe đỏ. Xin đỏ là thường thường bị đọc là cái này xe đỏ nó chạy cái tay màu xanh này. Đây, xin đỏ, thử ra một xin. Rồi xe đỏ để em lên bộ xe đỏ chị nha, một xe đỏ là 10kg 40kg xe đỏ này, được chưa? Xe đỏ. Ừ, xe đỏ. Đây là mã xe đỏ cho em, xe đỏ giùm em. Xin đỏ. Đây mã xe đỏ cho chị em, màu xe đỏ cho em nè. Chị là giúp mã xe đỏ cho em nha, một xe đỏ cho em, xe đỏ. Đây, xe đỏ là mẫu đây giùm em nha. Quần lưng không hết đồng bộ. Yên tâm mấy chị hàng đẹp lắm nha. Đây là mã đầm màu đen 65k. 10kg cho tới là 16kg đầm đen 65.000. 10 đến 16kg cho em nha. Rồi là mã đầm đen cho em 65k. Đấy. Thì là chút mã đầm đen 65.000. Vừa đến 16kg nhân đầm màu đen này. Rồi 65k một cái đầm nhân đầm màu đen cho em 65.000. Phía sau là cái dây kéo khóa nha. Đầm đen 65k, 10 đến 16kg đầm đen cho em 65.000. 10 đến 16kg cho em nha. Cho em xem vài mẫu riêng lẻ. Bé gái với cha chị Hằng Nguyễn, gái cha vậy. À, bộ quần màu tối á, xin đỏ màu tối à. À, cái màu đen hả? Quần màu đen hả? Chờ chị em xíu lên chị. À, quần chín lẻ không có size đâu chị. Em nguyên xếp thôi. Rồi là bộ em màu đỏ là 10kg tới 40kg bộ em màu đỏ cho nha. Rồi 10kg tới 40kg bộ em màu đỏ cho em, màu đỏ. Rồi 10kg tới 40kg em nha, chờ giúp mẹ em màu đỏ cho em, màu đỏ. 10kg tới 40kg nha, màu đỏ anh em. Rồi là bộ em cam, riêng cam. Đây chị là giúp mẹ riêng cam nha. Mã riêng cam cho em 10kg tới 40kg nha, riêng cam giùm em. Đây, mã riêng cam là 10kg tới 40kg em nha, riêng cam cho em.
Rồi chị giúp mà riêng cam, riêng cam 10 đến 40 kg riêng cam. Rồi lấy mà riêng chữ nha, riêng chữ nè. 10 kg tới 40 kg nha. Chị là giúp mà riêng chữ cho em ăn riêng chữ nè. 10 đến 40 kg cho em nha. Mã riêng chữ cho em, chị là giúp mà riêng chữ cho em nha. 10 kg tới 40 kg cho em. Rồi lấy mã riêng chữ là 10 đến 40 kg riêng chữ giùm em. Rồi lấy mã riêng đỏ nè. Mã riêng đỏ nha, riêng đỏ đây. Vùng màu đen đúng không chị? Riêng đỏ vùng màu đen là 10 kg tới 40 kg nha, riêng đỏ cho em. Rồi chị là giúp mã riêng đỏ nha, riêng đỏ. Em biết tin nhắn của chị là gì, chị gì không tin nè. Rồi lấy bộ riêng màu đỏ và màu đen nha. Riêng đỏ cho em 10kg tới 40kg nha. Bộ đây là size nhí là 160, size đỏ là 170 nha chị nha. Hàng này mặc tết cho em nha. Hàng này hàng đẹp lắm. Mua đợi giam mặc tết cho em nha. À, cho em đổi sang riêng chữ nha. Em nhớ ái nhân lên là đổi màu ra. Riêng chữ là riêng chữ hồng đó. Rồi lấy mẹ đây comment màu đây đẹp luôn mấy chị nha. Lộn xộn màu hết. Rồi các bạn A vàng, bộ riêng A vàng cho em 10kg tới là 40kg. A vàng cho em 10 đến 40kg nha. A vàng cho em. Mã A vàng cho em 10kg tới 40kg nha. A vàng cho em 10 đến 40kg A vàng cho em. Đây em bếm 13kg lấy màu đen. Trời. Đổi cho em tin đỏ được không chị? Không cho đổi nữa. Tin đỏ nữa. Hoàng Anh đổi tin đỏ đây nè. Tin đỏ này đổi không? Chút nha. Ok chị Hoàng Anh nha. Rồi ok đẹp. Rồi là bộ A xanh nha. Tin A xanh này. A xanh nha. 10kg tới là 20kg. A xanh này, A xanh cho em. Tin A xanh nha. A xanh cho em. Rồi là mặt ít màu nâu. Ít nâu giùm em. Áo khóc tin. Áo khóc tin. Xếp ra đưa áo khóc tin chị lên nha. Đây là màu A, màu nâu á, nâu, màu nâu cho em á, ít nâu. Ít nâu là 10kg tới là 40kg nha, ít nâu cho em. Em nói thiệt á mấy chị nha, cái dòng này em đăng like, thường thường em like rất là sớm. So với thằng Tết em like rất là sớm. Những cái dòng này mấy chị chờ đến Tết rồi mấy chị hỏi em, em thật bảo đảm mấy chị là không có hàng để em like luôn. Và cái giá là giá 160-170 là thật sự em nghe không có hàng Tết để em like mấy chị đâu. Tại vì cái hàng này hàng Tết rồi mấy chị nha. Những cái hàng đây là nó, bây giờ giá nó rất là rẻ. Đến Tết là mấy chị hỏi em sẽ trinh á, giá rất cao lắm, phải trên 200 ngàn hết toàn bộ á. Mấy chị mua tầm hơn 200 ngàn bộ đó. Nguyên nguồn riêng với áo thun mà này có giá 100-mấy ngàn mấy chị. Nguyên set nè, áo thun với nguồn riêng này không bao giờ có giá 100-mấy ngàn đâu. Rồi bao đẹp mấy chị nha, comment mà đây comment ít màu trắng 10kg nha. Em còn size, em còn bữa giờ em khách chốt nhiều lắm. Bữa giờ khách chốt mấy bộ đợi dành rồi đó. Mấy chị nha. Rồi riêng cam em chốt chị tiếp vỏ đi màu cam giùm em. Riêng cam. Riêng cam là cái màu xanh hay cái màu cam. Rồi là một ít màu trắng nha, 10kg tới 40kg ít màu trắng cho em á. 10 đến 40kg ít màu trắng nha. Đây mấy chị nha, cô quá này, ít trắng. Rồi 10kg tới 40kg cho em nha. Rồi cho là mặt ít trắng cho em. Chị là giúp mặt ít trắng nha, 10kg 40kg ít màu trắng cho em. Đây, ít màu nâu 40kg cho chị Hà Nguyễn. À, giá là 160-170 ngàn chị ơi. Nhí 160-170 nha. Ừ đúng rồi. Rồi là bộ đây comment mẫu em màu vàng. Bộ em màu vàng nha. 10kg cho tới là 40kg em. Bộ em màu vàng. Mã em màu vàng nha em. Xếp tin nè. Em về tới vòng mười mấy mẫu luôn hoặc mười mấy mẫu. Mà 10kg tới 40kg nhiều lắm mấy chị. Đây. Size to nha. Rồi là mã đi em màu vàng. Em màu vàng là 10kg tới 40kg nha. Màu vàng 10 đến 40 kg nha. Rồi là bộ xe đỏ này, bộ xe đỏ cho em nha. Áo này. Xe đỏ là 10 kg tới 40 kg nha, bộ xe đỏ là của hôm nay cho em nha, xe đỏ này. Rồi 10 kg tới 40 kg cho em nha. Chị là chút mã xe đỏ cho em, mã xe đỏ cho em. 10 đến 40 kg cho em nha. Mã xe đỏ cho em, mã xe đỏ 10 kg tới 40 kg, mã xe đỏ cho em 10 đến 40 kg nha, xe đỏ. Rồi là bộ Mickey xanh nha, 10 kg tới 40 kg nha. Hả? 40 kg. Mấy cái màu xanh, mấy chị mấy cái màu xanh nha. Em còn lấy size. Rồi, 10 ít màu nâu em hết 40kg chị Hà Nguyễn. Chị đổi sang ít màu trắng cho em được không? Lấy ít trắng nha. Lấy ít trắng, ít nâu em hết rồi.
Rồi là Mickey em có màu trắng với Mickey màu hồng nha. Mickey màu trắng với Mickey màu xanh. Mickey trắng với Mickey màu xanh cho nha. Rồi 10kg cho tới là 40kg nha. Mickey màu trắng với Mickey màu xanh nè. Vậy là chốt bạn cái Mickey cho em màu trắng với màu xanh cho em nha. Mickey màu trắng với Mickey màu xanh cho em 10kg tới 40kg. Mickey trắng với Mickey xanh cho em. Là bộ xe màu vàng 10kg tới 22kg xe vàng cho em. Mã xe vàng cho em nha. 10kg tới 22kg. Rồi chờ chốt mã xe vàng cho em xe vàng. 10kg tới 22kg nha. Xe vàng 10 đến 22kg xe vàng cho em. Rồi là màu rin đỏ là 10kg tới 40kg nha. Rin đỏ nè. Mã rin đỏ cho em nha. 10 đến 40kg mã rin đỏ cho em. Mã rin đỏ. Rồi 10kg tới 40kg cho em nha. Rồi chị đợi cho mã rin đỏ cho em. Rin đỏ là 10kg tới 40kg nha. Rin đỏ cho em. Nguyễn to ok cho đẹp. Áo khóc rin nè. Rồi để lại áo khóc rin cho máy chế nha. Khóc rin đêm. Rồi chị đã lấy comment là ship rin nâu nè, rin nha, còn lùi giả rin nha, giả rin nâu nè, 75-85k, 10kg tới 35kg, ship rin giả nâu nè, 10 đến 35kg nha. Đây chị là chất phải rin giả nâu cho em đẹp quá, 10 đến 35kg nha, 75-85k. Cái này có xa nhí xa đại cho em nha. Rồi là mà rin nâu cái gì, rin nâu cho em. Đây là còn rin giả nâu nha. Ai chuyển khoảng 725k nha. Đây chị đã có mấy mã rin nâu 10kg tới 35kg, quần đùi giả rin cho em nha. À, 75-85k này sẽ nghĩ sẽ lại nha. Quần đùi giả rin cho em nghe mấy chị yêu nha. Rin nâu cho em 75.000-85.000. Rin nâu 10kg tới 35kg. Rồi áo khoác rin cho em. Đây áo khoác riêng nè, áo khoác riêng xem mấy chị như ta 69.000. Khoác riêng 69k lộn xộn trong các kiểu nha. Khoác riêng trong 69.000, 10kg tới 30kg giùm em. Rồi lên mạng khoác riêng chốt nha, 69.000 cho em. Khoác riêng 69k nha, lộn xộn các kiểu nha. Khoác riêng trong 69.000, 10kg tới 30kg giùm nha. Rồi 69k nha. Rồi lên mạng khoác riêng trong 69.000, 10kg tới 30kg giùm nha. Mạng khoác riêng nè. Rồi 69k nha, 10 đến 30 kg cho em nha. Nói cái đường này. Đường vàng đúng không? Đường vàng. Cái bộ màu nâu nâu một kim nữa gì không? Kìa 100 hả? Chị nói sáng mai mới giao này, giờ ship đi rồi. Ship thôi chị ơi, đâu có thể ship rồi nha. Không, dạ đi nâu không có 40kg nha. Khó là trai gắm được nữa nha. Chị lấy top bao nhiêu ký? Em có em lấy cho. Giờ kiếm hàng ra nè. Trai gái có mẫu nha. Chị lấy cốc trai cốc cái cho em, lộn xộn cho em, 69.000 cho em. Trai gái lộn xộn cho em nha. Không có kinh nghiệm nó lộn xộn các kiểu. Trời đến lên đồng bộ với trai đó chị. Đưa giờ kêu lên đồng bộ với trai vậy hết trơn. Đây chị lấy comment đọc màu đây cho em nha. Khóc giận nè, khóc giận. Rồi em lên đồng bộ với trai mấy chị. Đồng bộ với trai nhiều lắm. Rồi chuẩn bị em lên đồng bộ với trai nha. Rồi lên mạng khóc Khóc nhận cho em á, khóc nhận 65.000. Khóc nhận 65k nha. Ta đến 10kg tới là bao nhiêu ký đây? 10kg tới là 59.000. Áo khóc hả? Khóc
con đó. 59 ngàn. Rồi có nhận 59 ngàn, có nhận 59 ngàn, 10 ký có là 32 ký nhé, 10 đến 32 ký. Rồi đây mẹ có nhận áo khoác chống nắng cho nha, rồi 59 ngàn kêu luôn, 59k nha, có nhận 59 ngàn, 10 ký có 32 ký, có nhận cho em, có nhận đó chị, 59k, 10 ký 32 ký, có nhận 59 ngàn, mẹ có nhận 59k nha. Rin trai, ok rin trai, chúc Nguyễn Toàn đi, có cái rin với trai ngôi sao cái hình đi. Nãy chúc bao nhiêu ký Nguyễn Toàn, bao nhiêu ký nha, bao nhiêu ký chị ơi, để em lấy luôn cho. Rồi lên bạn đây comment là khóc màu xanh, khóc màu xanh nè, phần mặt cười nha. Này size bé là 18 ký đây, 15 ký, 15, 16 ký nha. Ở đây mà khóc xanh tặng luôn, khóc xanh tặng luôn 55 ngàn, khóc màu xanh 55k nha, size bé là 14 ký, 16 ký, 14, 16 ký nha, khóc xanh, khóc xanh 55 ngàn, áo mũ. Ok vậy đi. Rồi, lên một bếp 3 nha. Bếp 3 gì em, bếp 3. Hay bếp 3 hả? Bếp 3 là hay bếp 3 ha. Heo cao bồi hay heo gì đó. Rồi heo bếp chai được chị ơi, chai mình được luôn. Chai chị ơi, bếp chai nha. 32 kg còn không? 32 kg không còn sao. Rồi có 30 kg chút phụ nữ, phụ nữ chút chưa? Chốt rồi chị ơi. Rồi hết bếp 3 nha, cũng có comment bếp 3 cái gì đây, cấp 3, cấp 3, cấp 3 màu xanh là 10kg, tức là 35kg cấp 3 màu xanh này. Rồi 75-85k nha, cấp 3 màu xanh cho em 10kg, 35kg cấp 3 màu xanh cho em 10-35kg nha. Rồi cấp 3 có màu xanh lá cho em 10kg, tức là 35kg nha, cấp 3 màu xanh lá cho em 75-85k nha, cấp 3 xanh lá 10kg, 35kg cho em, cấp 3 màu xanh lá cho em 75-85k, cấp 3 xanh lá cho em. Rồi đây xếp giả riêng nha, 697989 nha, là từ 10kg tới 50kg nha, xếp giả riêng cho em. Giả riêng em có màu xanh nha, giả riêng này em có màu xanh nè. Rồi xếp giả riêng em có thêm màu đỏ là 10kg tới 50kg nha, giả riêng màu đỏ cho em, xếp giả riêng cho em nha. Rồi bộ đây là 697989 nha, này có dòng xe nhí, xe đài, xe cô cho em nha. Giả riêng em có màu đỏ. Rồi lên mã giả riêng em có thêm màu xanh nha, 10kg tới là 55kg nha, giả riêng màu xanh 55, 697989k nha, nhí đại cù, 697989k. Lên mã giả đi em có màu xanh, màu đỏ, màu xanh lam, xanh da trời nha, là xanh da trời mềm. Rồi lên mã giả đi em có thêm cái màu xám á chị, màu xám nha, rất đẹp lắm mấy chị. Hàng về khách nhận hàng, khách nhận hàng thích lắm luôn. Rồi, Nguyễn Toàn 30kg còn không em có, còn 30kg nha. Hết size chị ơi, hết rồi nha. Là lên mã giả đi em có màu xám, giả đi có màu xám là 10kg nha, cho tới là 40-50kg nha, giả đi em có màu xám 10kg tới 50kg cho em nha, 697989k em nha. Rồi lên mã giả đi em có thêm màu màu đen á, xếp giả đi này có màu đen cho em á, 10kg nha, cho tới là 50kg nha, giả đi màu đen cho em 10kg tới 50kg em nha, giả đi các bạn xếp giả đi cho em màu đen. Rồi 697989 nha, giả đi màu đen. Mã giả đi em có thêm có màu cam á chị nha, giả đi này có màu cam cho em. Rồi 10kg tới là 50kg nha, xếp giả đi em có màu cam luôn. Đó, đẹp quá. Giả đi có màu cam á chị nha, 697989 cam em. Rồi lên xếp giả đi này em có thêm có màu vàng á chị nha, màu vàng cho em. Lấy áo có thêm bếp 3 18kg luôn, Nguyễn Toàn. Rồi lên giả đi em có màu vàng á chị nha, giả đi màu đen 30kg giúp chị Đinh Hương. Đinh Hương nha, ok đẹp nha. Rồi giả đi em có thêm màu vàng mấy chị nha, 697989 nha, giả đi có màu vàng nữa 10kg tới là 50kg, xếp giả đi có màu vàng nữa, 697989 cam em, giả đi nhiều em chắc đẹp lắm luôn. Rồi em lên bộ đây xếp màu đỏ nha, màu đỏ này còn một bộ size bé 18kg, 20kg màu đỏ, hàng của Lidlvi cho em còn một xếp đỏ dài nha, hàng đồ của Lidlvi cho em nha. Rồi giả đi màu xám giống tuyết vỏ, màu 40kg nha, mấy bộ mặc đẹp lắm chị, chắc là đẹp lắm. Rồi em còn màu đỏ size bé 18kg, 20kg nha, màu đỏ hàng hiệu của Lidlvi cho em, bộ đây còn giá là 69.000 cộng bộ 69k nha, màu đỏ cho em 69.000, màu lạnh cho em size bé là từ 18kg nha, cho tới là 20kg cho em nha. Màu đỏ bé gái cái trai mặc được luôn, 69k. Đỏ trai gái mặc được hết cho em nha. Rồi là một dây hồng 22kg cho tới nè, dây hồng 22kg tới là 35kg nha, dây hồng cho em là 75 ngàn ha,
màu đỏ chút thì duyên lê, màu đỏ chút thì duyên lê, màu đỏ 69k, hàng của Lidl Baby á, đẹp lắm. Rồi là bộ dây màu hồng 25kg, tức là 35kg nha, dây hồng. Dây hồng bao nhiêu ngọc đúng không? Đây là quần ống rộng, nói chung là quần dài ống suông nha, quần dài ống suông cho em. Cái này là quần dài ống suông cho em nha. Rồi là bộ dây hồng, chị là chút mã dây hồng cho em nha. Size 22kg, tức là 32kg. Em dây hồng bao nhiêu tiền? Mã dây hồng cho em nha, xếp dây hồng cho em. Dây hồng Mickey hả chị, hồng Mickey cho em nha. 22kg nha, cho tới là 35kg dây hồng cho em. 75k nha, xếp cho em màu hồng 75k. Này phân sai lại, dây hồng 75k. Là dây hồng em có thêm cái màu xanh nữa, đây hai màu nha. Dây hồng màu xanh với lại màu xếp Mickey nha. Mã dây nè, ống suông mấy chị nha, một ống suông ống rộng dùm em. Đẹp quá trời luôn. Màu hồng với màu xanh cho em nha, 75k xếp. 22kg cho 35kg em nha. Xong nữa chưa? Rồi 22kg 35kg nha. Đây là Mickey màu hồng, Mickey màu xanh cho em, áo hai dây với là bộ ống suông ống rộng cho em nha. Mickey màu hồng, Mickey màu xanh cho em. Rồi 75-85k. Rồi để em lên cái áo khoác ha, áo khoác lạnh luôn, áo khoác cho bé bé nha. Áo khoác mềm. Khoác lạnh có, khoác lạnh có. Rồi là bộ thỏ nha, thỏ màu đỏ này, hàng hiệu Lidl Baby nè, 7989 nha, thỏ đỏ bé trai nha. 10kg 35kg nha, bộ thỏ màu đỏ cho em, thùng có túi cho này, thỏ đỏ là 10kg tới 35kg nha, thỏ đỏ nha em, hàng hiệu của Lidl Baby cho em á. Rồi vậy là 7989 nha, 7989k bộ thỏ màu đỏ cho em, 10kg tới là 35kg nha, thỏ màu đỏ cho em, hàng hiệu Lidl Baby cho em, thỏ màu đỏ. Bộ là bộ bé trai nha, còn thỏ vàng bộ bé gái, thỏ vàng bé gái 79k, 10kg tới là 30kg nha, thỏ vàng 10 đến 30kg nha. Rồi 79k một set nha, thỏ vàng 79k, 10kg tới 30kg cho em nha. Kìa chút mã thỏ vàng 79k, 10 đến 30kg nha, thỏ vàng cho em. Rồi 79k nha. Để cho bộ đó 18kg 20kg. Một bộ. Rồi em lên cái áo màu trắng này, size 40kg nha, 40kg 45kg này, áo trắng. Còn 5 bộ đó, 79. Bộ đó sale còn 69.000. Áo màu trắng size 40kg nha, cho tới là 45kg áo màu trắng sale luôn 39.000. Áo trắng 39.000. 40kg tới là 45kg áo màu trắng trên 39k. Áo trắng 39k mềm. Rồi lên mã áo hồng này, áo hồng nha. Rồi 38kg 40kg áo màu hồng cho em. 38 đến 40kg nha, áo màu hồng cho em 39.000. Mày chú bù cho em nha, áo hồng cho em 39.000. Mã áo hồng 39k em nha, áo hồng 39k cho em. Đóng đây chút nha. Ngồi lại đẩy mấy chục ngàn chút hết sạch. Không khi còn nó dùng đi. À đưa cái đầm này nhỏ lên. Nên là bộ cái chai. À bộ ngựa con gửi chai chị đâu bỏ ra con. À, bộ thỏ đỏ 40kg không có size chị. Thỏ là có size 35kg lại cho em nha. Chị lấy bộ ngựa nè, chị lấy bộ ngựa có size bé bự nè. Bộ ngựa đâu ta, bộ ngựa bỏ đâu rồi. Để là bộ ngựa chị nha, bộ ngựa có size 50kg lại đó. Bộ ngựa đã bỏ đâu rồi? Thấy chị mấy bộ ngựa vậy? Để nó bộ ngựa cho chị. Bộ ngựa có size bé vậy nè. Lấy hết từ một. Chị lấy ngựa này, ngựa. Đây này chị lấy bộ ngựa đi á, ngựa hết. Chừa cho nha mọi người, có size 10kg 50kg em nha. Đừng có bắn cho xuống, đừng có đứng lại nữa. Rồi lên mã ngựa nha, mã ngựa nè, 10kg tới là 55kg nha. Có rồi, có rồi. Có rồi. Có rồi.
Đây là một ngựa gì có size này 10kg, 50kg nha nha, mà ngựa này ngựa là 60 như 69, 79, 89 nha nha. Rồi là một ngựa là ngựa ngựa đây có màu xanh lá nha, 69, 79, 89 nha, 10kg tới là 50kg nha nha. Thì là cái mặt ngựa xanh lá này, ngựa màu xanh lá cho em nha. Rồi là mặt ngựa màu vàng 50kg nha, ngựa màu vàng nữa này, màu xanh lá màu vàng cho em á, 69, 79, 89 nha nha. Ngựa dùm em mặt ngựa. Rồi là mã ngựa nha, ngựa màu vàng, mấy chị ngựa màu vàng cho em 697989 nha. Rồi ngựa có màu xanh lúa, xanh lúa cho em, màu xanh lúa chắc đẹp lắm, hàng bên em là hàng không cô tông chiến phẩm 100%. Về nhận hàng toàn cắt khen thôi, chắc đẹp lắm nha em mấy chị nha. Rồi là mã ngựa màu xanh nha. Xanh lúa, lúa cho em 10 kg đó là 50 kg nha, xanh lúa cho em 697989 nha, là xanh nhí, xanh đại, xanh cô cho em nha. Rồi ngựa có màu xanh da trời. Màu xanh da trời mấy chị, màu xanh da trời cho em á, 10kg tới là 50kg nha, xanh da trời giùm em. Mã ngựa đỏ, ngựa vàng có đi. Rồi là mã ngựa đỏ, mấy chị ngựa đỏ cho nha. Bộ thỏ đỏ 35kg, ok vậy lấy bộ thỏ đỏ 35kg với hàng Lido thôi chị con. Rồi là bộ đây các mã ngựa đỏ 10kg tới 50kg nha, ngựa đỏ cho em. 10 đến 50kg mã ngựa đỏ cho em nha, ngựa đỏ. Rồi là mã ngựa xanh cho em nha. Chị là chất mã ngựa xanh nha, ngựa xanh 10kg tới 50kg nha, ngựa xanh nha em. 596979k, ngựa xanh, ngựa đỏ, ngựa vàng, đủ các loại ngựa nha. Không, cái bộ màu đỏ nha em, đỏ kia, ngọc, đỏ là cái màu xám á, cái size to nhất đó chị, bộ thỏ, đó, thỏ kem đó cũng được, mà thỏ màu đỏ, đưa cái size to nhất luôn. Số 15 to nhất còn thiết vỏ. Đây chị 35kg ha. Rồi trời ơi 40kg luôn. Rồi bộ thỏ 40kg cho em. Rồi mã thỏ nha, mã thỏ em, mã thỏ em. Bộ thỏ, thỏ màu kem với thỏ màu đỏ nha. Có 38-40kg lại cho em chị nha. 38-40kg lại cho em. Mã thỏ cho em nha. Chị là cho màu thỏ em. Nha em. Chị lấy bộ thỏ luôn không? Thỏ này có size cho mấy chị đó. Bốn mươi ký thỏ mái cho em. Ba tà đây. To của vị số 15 là to nhất cho em nha, bộ thỏ đây. À quên phải. Bộ màu kia, màu kia, màu kia, màu đỏ. Bộ màu xám nha em, phải màu đây. Đây màu kem. Màu kem này có size vàng. Thỏ kem nha, thỏ kem 10kg tới là 40kg thỏ kem cho em, 10 đến 40kg nha. 7989 nha, hàng hiệu của Lidl cho em thỏ kem. 10kg tới 40kg nha, bộ thỏ kem, chị cho mặt thỏ kem không? À bộ đó nữa. Không sai to nhất luôn, chị 40kg là chị hạ xuống 35kg. Cái này có 14 nha. Đây nha chị đẹp nha, ok dùm em chưa? Đây số 14 là to nhất cho em nha, rất là to luôn, 38 đi rồi nha. Thỏ màu đỏ là 10kg, 38 đi thỏ đỏ cho em. Mã thỏ đỏ nha, 10 đến 38 đi mã thỏ đỏ nha. Chị lấy cái mã thỏ đỏ cho em nha, 10 đến 38 đi em. Bộ thỏ đỏ cho em nha. 10 đến 38 đi nha, thỏ đỏ cho em nha. 7989 nha, bộ thỏ đỏ cho em. Rồi 10 đến 38 đi nha. Rồi mã thỏ đỏ cho em, đẹp lắm. Chị rút bộ ra luôn, thỏ đỏ nha. 10 đến 38 cái thỏ đỏ em. Rồi ok chị, em chốt cho bộ thỏ đỏ chị. Gửi lên cái hàng là từ lên có cái hàng lấy xong. Rồi mấy chị ao ra vô lại em xíu nha.